Xin chào, mình là Phi Trường. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tỷ Tê cùng NTTUA, nơi chúng mình sẽ được gặp gỡ những bạn sinh viên nổi bật của trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi đạt được những thành tích để ấn tượng trong quá trình học tập hay ở những lĩnh vực khác. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ một bạn sinh viên quốc tế đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đang theo học ngành y tại trường mình. Và ấn tượng của Phi Trường đối với bạn này trong hai từ thôi, đó chính là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và chúng ta sẽ cùng xem thử trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, mình sẽ khám phá xem được những điều gì thú vị với cô bạn này nhé. Và xin được chào đón Peter Van đã đến với chương trình Tỷ Tê cùng NTTUA trong số phát sóng tuần này. Chào Phi Trường và chào mọi người đang xem chương trình. Mình tên là Trang Sông Phu Midawan, hiện tại là đang học ngành y đa khoa năm nhất của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và qua phần giới thiệu ngắn vừa rồi thì Phi Trường thấy rằng Midawan cũng nói tiếng Việt khá là tốt. Không biết là Midawan đã học tiếng Việt khoảng bao lâu rồi nhỉ? Dạ, mình học tiếng Việt được khoảng 1 năm rồi. Tiếng Việt cũng có khá là nhiều điều thú vị. Vậy thì Midawan thấy rằng tiếng Việt có nhiều điều nào mà Midawan muốn khám phá thêm không? Tiếng Việt là một ngôn ngữ rất thú vị với lại khó vì có nhiều âm thanh với phát âm của từng miền là khác nhau. Nhưng điều mình thích là khi nói tiếng Việt theo những người lớn là thường có những từ dạ và vâng. Midawan cũng qua Việt Nam một khoảng thời gian rồi. Vậy thì không biết tại Việt Nam thì Midawan có tên gọi nào bằng tiếng Việt không? Phi Trường có thể gọi mình là Diễm My cũng được. Diễm My, vậy chắc là trong suốt cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chắc Phi Trường sẽ gọi Midawan bằng Diễm My cho nó thân thuộc ha. Diễm My hiện đang là sinh viên năm nhất ngành y khoa của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vậy thì Diễm My thấy rằng cuộc sống sinh viên ở nơi đây nó như thế nào và nó có khác gì so với tưởng tượng của Diễm My trước khi qua Việt Nam không? Cuộc sống sinh viên ở đây rất năng động, sôi động và nhiều màu sắc, làm cho mình được trải qua rất nhiều thú vị với lại không khác gì với tưởng tượng của mình trước khi qua đây. Vậy thì Phi Trường không biết là vì sao mà Diễm My lại biết đến trường Đại học Nguyễn Tất Thành và lựa chọn trường Đại học Nguyễn Tất Thành là nơi học tập tiếp theo sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 tại Lào. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là rất nổi tiếng ở tỉnh mình bởi vì có rất nhiều anh chị học ở trường này. Với lại mình đã biết và khám phá bản thân mình là mình thích học ngành y. Sau đó mình cũng đặt mục tiêu để cho mình đạt được học bổng để qua đây học. Sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 ở bên Lào là mình có rất nhiều sự lựa chọn. Thứ nhất là có thể chọn được tất cả đại học và ngành học ở bên Lào. Với thứ hai là chọn đi học ở Việt Nam với lại nhiều tỉnh thành, nhiều nơi để mình có thể lựa chọn học. Như Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội. Với lại mình chọn đến học ở Sài Gòn với trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trước đó là ở Sài Gòn là biết được là có hai trường mà người ta nhận sinh viên quốc tế là Phạm Ngọc Thạch với Đại học Nguyễn Tất Thành. Trường mình cũng tìm hiểu rất nhiều bởi vì có anh chị hướng dẫn với môi trường học của trường mình cũng đa dạng phong phú. Cũng khá là năng động môi trường học tập và cũng có nhiều hoạt động để cho mình tham gia cũng như gắn kết với bạn bè. Và không biết là để có được một cái suất học bổng hoặc là có một cái chuyến mà qua Việt Nam để học tập như vậy thì Diễm My có phải là đạt được những cái mục tiêu hay là phải đạt được những cái kết quả như thế nào mới được qua không ạ? Sau khi biết là mình thích học ngành y rồi mình phải hoàn thành, như người ta cũng yêu cầu là cấp 3 là lớp 10 đến lớp 12 là điểm trung bình, cuối năm mình phải 9 trở lên, với lại được làm học sinh giỏi một môn nào đó. Thứ ba là thi tốt nghiệp, cấp 3 là người ta yêu cầu là phải được loại xuất sắc mới được học bổng. Vì thế Phi Trường không biết là cái quá trình đạt học bổng đó của Diễm My như thế nào và có gặp khó khăn gì hay là có được sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hay là từ mọi người xung quanh không? Trước khi đạt được học bổng cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như lần đầu là phải qua hai bước. Bước thứ nhất là phải thi được học sinh giỏi. Bước thứ hai là phải đạt được kết quả tốt nghiệp, loại xuất sắc. Trong quá trình đó mình cũng học rất nhiều, với lại có bạn bè hỗ trợ, với gia đình cũng rất ủng hộ cho mình được học, nên mình đạt được học bổng như ngày hôm nay. Bây giờ thấy rằng để đạt được cái suất học bổng khoa bên này thì cũng khá là khó khăn, cũng phải nỗ lực rất là nhiều. Và Phi Trường thấy rằng mà khi mà Diễm My chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi để học tập tiếp theo thì không biết là gia đình có ủng hộ sự lựa chọn này của Diễm My hay không? Gia đình rất ủng hộ với sự lựa chọn này, với lại mình cũng là một người thích học, rất cố gắng và
mình muốn mình như vậy thì mình cũng cố gắng để cho bản thân mình hoàn thành cái đó được. Việc mà Diễm My qua một đất nước rất là xa lạ, rất là xa, vẫn được nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ gia đình, cũng là sự hỗ trợ này, sự động viên từ gia đình nữa không nào? Vậy thì sau một thời gian học tập tại trường đại học Nguyễn Tất Thành theo đuổi ngành y khoa, một ngành được mang tên là sứ mệnh học để cứu người, vậy thì không biết là Diễm My cảm nhận như thế nào về ngành của mình? Sau khi học được 6 tháng là mình biết rằng khoa y, ngành y và làm một người bác sĩ là rất khó, nên mình rất cố gắng học để cho bản thân mình có nhiều trải nghiệm và kiến thức để cứu một người. Với lại vừa ngành học khó vừa ngôn ngữ làm cho mình khó gấp đôi, nhưng mà có nhiều bạn cũng giúp đỡ mình nên mình cũng theo kịp. Như Diễm My đã chia sẻ, cái việc mà học một khối ngành sức khỏe và bản thân Phi Trường cũng là một sinh viên của ngành sức khỏe thì bản thân thấy rằng là cái lượng kiến thức mà chúng mình phải học rất là lớn, và đôi khi thì ở lớp chúng ta có những bài giảng chúng ta cũng không có hiểu được hết, nên lúc về nhà thì mình phải tự nghiên cứu lại. Vậy thì đối với Diễm My là một sinh viên quốc tế và học một cái ngành gọi là rất là nặng đô tại trường, thì Diễm My có gặp những cái khó khăn nào trong quá trình học tập và cách mà Diễm My vượt qua nó như thế nào? Trong học kỳ 1 là học kỳ mà như mình đi học mà mình không hiểu gì cả. Với lại sau khi học thì bình thường là mình đi ngồi học, nghe cô giảng thì mình không hiểu bởi vì cô nói nhanh. Với lại tiếng Việt mình cũng chưa giỏi lắm. Rồi mình luôn dịch sang tiếng mẹ đẻ làm cho mình học không kịp các bạn. Nhưng mà sau khi vào học kỳ 2 mới biết rằng mình học là mình không nên dịch nữa. Bởi vì dịch qua là tốn nhiều thời gian hơn. Đúng rồi, tốn nhiều thời gian. Với lại đôi khi nó cũng sai đúng rồi. Bởi vì Phi Trường nghe rằng chỉ cần học ngành của mình, chỉ cần cúi xuống lượm một cái bút lên là trên bảng là quá trời chữ, là không biết được cái gì nữa. Vậy thì để mà chúng ta có thể học tốt thì đôi khi mình cũng phải cần có sự hỗ trợ từ rất là nhiều người, đặc biệt là thầy cô. Không biết là Diễm My có thường hay nhờ thầy cô giảng lại bài mỗi lúc mình chưa hiểu không nhỉ? Bình thường là khi người ta giải lao đó là mình sẽ cầm cái sách học, mình chạy lên bàn thầy cô rồi nói với thầy cô là: "Cô ơi, cô nói thêm một lần cho em được không, bởi vì em nghe không kịp. Mấy cái nào mình không hiểu cứ biên lại vào cái tập nhỏ rồi đi hỏi thầy cô." Thầy cô cũng giảng lại kiểu rất nhiệt tình luôn. Và bên cạnh thầy cô thì Vy Trường nghĩ rằng còn có một người cũng hỗ trợ Diễm My rất là nhiều, đó chính là những người bạn đồng hành cùng với mình. Vậy thì không biết là Diễm My có được những người bạn đồng hành ở khoảng thời gian đại học, học tại trường đại học Nguyễn Tất Thành như thế nào? Vào trường đại học Nguyễn Tất Thành mình đã có khoảng 2-3 bạn đồng hương, bởi vì mình có ít bạn, mình là người hướng nội, nên khi vào trường đại học Nguyễn Tất Thành cũng trước đó là nghe người ta nói là các bạn là thường không nói gì với mình đâu, bởi vì người ta cũng giỏi, học giỏi. Nhưng mà sau khi mình vào học, mình cũng biết là các bạn cũng thân thiện, tốt bụng, với lại giúp đỡ mình rất nhiều. Mình cũng có một nhóm bạn người Việt Nam, người ta thường xuyên hỏi là: "Bạn có hiểu không? Học kịp không? Cái nào cần giải lại không?" Vậy thì Diễm My thấy rằng nhóm bạn này cũng đã hỗ trợ Diễm My rất là nhiều. Và đôi khi là có những bài mà mình không có hiểu được cái tiếng Việt thì hoặc là thầy cô giảng quá nhanh thì mình cũng thể hỏi nhờ bạn bè mình giảng lại hộ giúp mình. Thì trường cũng biết rằng vào năm cấp 3 thầy Diễm My khi mà học tại Lào thì Diễm My đã đạt được giải ba chuyên hóa do tỉnh tổ chức, và bên cạnh đó thì cũng đã tốt nghiệp lại xuất sắc và cấp 3 tại Lào. Vậy thì để có được kết quả như vậy thì chắc là cấp 3 Diễm My cũng có được những cái mục tiêu riêng mình. Vậy thì không biết ở thời gian hiện tại khi học đại học thì Diễm My đã đặt ra những mục tiêu như thế nào cho mình? Mình vẫn đặt mục tiêu cho bản thân. Lên đầu là vào học là mình, mục tiêu của mình là mình phải trở thành một người bác sĩ. Nhưng mà cái mục tiêu đó nó rất là lớn nên mình cũng chia ra cho nó nhỏ xuống, cho là mục tiêu của từng học kỳ. Như một học kỳ là mình phải đạt được điểm trung bình bao nhiêu. Với lại mình cho bản thân mình đạt được một môn thôi, một học kỳ. Nên mấy cái mục tiêu nhỏ này sau khi mình hoàn thành được là cuối cùng là nó sẽ trở thành cái mục tiêu lớn. Cũng giống như Diễm My nói, Phi Trường rất là tán thành. Để chúng ta có được những cái mục tiêu lớn hơn thì chúng ta phải đạt được những mục tiêu nhỏ. Và đôi khi Phi Trường nghĩ rằng nghe Diễm My chia sẻ thì thấy rằng Diễm My cũng rất là thích về ngành y khoa, thích được làm bác sĩ. Và Phi Trường nghĩ rằng chính cái điều đó sẽ là một cái động lực rất là lớn để cho Diễm My có thể tiếp tục đại học. Vậy thì Phi Trường không biết là có bao giờ Diễm My cảm thấy nản về cái việc học của mình khi mà học những kiến thức khó không ạ?
Cũng đương nhiên là nản đôi khi vì mình chắc là không hiểu. Đi học là không hiểu, với theo không kịp là học rất nhiều nữa, làm cho nản. Nhưng mà cuối cùng là mình cũng nhìn vào cái outgroup của mình, cũng phải mặc nó. Khi mặc nó là mình rất mệt, nhưng mà mình hạnh phúc khi mình được giúp đỡ người khác, với lại chia sẻ kiến thức, cách chăm sóc sức khỏe cho gia đình này nọ là thấy cũng hạnh phúc. Đúng rồi, còn học ngành y thì ngoài mình cứu người thì mình còn giúp được gia đình mình còn chăm sóc được cho ba mẹ, anh chị cũng như ông bà của mình. Và phi trường vẫn thấy rằng cái phần mà động lực của Jimmy cũng khá là giống với phi trường. Đôi khi mình nản nhưng chính cái nguyên mình sẽ biết được là chính cái nguồn gốc mình bắt đầu sẽ là cái động lực để mình tiếp tục để chinh phục con đường ước mơ trở thành một bác sĩ của Jimmy. Chắc là từ nãy chúng ta cũng trò chuyện khá là nhiều về cái việc học tập của Jimmy tại trường đại học Nguyễn Tất Thành. Chứ bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện một xíu về những cái điều thú vị mà Jimmy khi học tại trường nha. Phi trường cũng có một cái thắc mắc là Jimmy là một sinh viên quốc tế qua đại học, thì cái việc mà mới đầu để chúng ta có thể kết bạn với mọi người xung quanh, cái việc đó có khó không Jimmy? Cũng rất khó. Vậy thì để mà Jimmy kết bạn được với các bạn Việt Nam thì có những cái bí kíp hay là những cái câu chuyện nào đáng nhớ không ạ? Nhớ lần đầu là vào lớp học đầu tiên, đó là mình không quen ai, mình ngồi một mình. Rồi sau đó cũng có mấy bạn đi vừa tới hỏi: bạn là sinh viên quốc tế à? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sau đó bạn cũng hỏi rất nhiều, rồi mình cũng nói với các bạn những khó khăn mà mình gặp, với lại mình là người hướng nội, là ít nói, với các bạn cũng chắc là hiểu. Và chắc là cũng một khoảng thời gian khá là dài Jimmy học tại trường, thì chắc là giờ Jimmy cũng đã quen với khá nhiều bạn, cũng như là chúng ta sẽ hướng ngoại nhiều hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng còn có nhiều cơ hội để tham gia những hoạt động của trường, thì chúng ta cũng có thể gắn kết với các bạn từ khoa khác, ngành khác. Và chắc là từ nãy giờ chúng ta cũng trò chuyện khá là nhiều về cái việc học tại trường cũng như là môi trường học tập. Thì chắc là phi trường sẽ hỏi một xíu về cái hoạt động thú vị của Diễm Hy tại trường đại học Nguyễn Tất Thành. Và phi trường thấy rằng các bạn sinh viên khi mà chúng ta có một cuộc sống xa nhà, xa gia đình, xa bạn bè, xa ông bà, để hết ra một nơi để học tập mới thì các bạn gặp khá là nhiều khó khăn về sinh hoạt nè, và chúng ta phải tự chăm sóc bản thân cũng như là tự bảo vệ bản thân trước cái những cái nguy hiểm của bên ngoài. Thì không biết là Diễm Hy có gặp những cái khó khăn gì khi mà xa một nơi thật là xa, bên tận Việt Nam để học tập? Khi xa gia đình là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là rất nhớ nhà, với thứ hai là khó thích nghi với môi trường ở đây bởi vì nó hơi khác với ở quê mình. Với thứ ba là áp lực về việc học tập, việc sức khỏe với tài chính. Vậy thì với một cái thời gian 2 năm, một năm học tại trường dự bị để học tiếng Việt nè, một năm học chuyên ngành y khoa tại trường đại học Nguyễn Tất Thành, thì khi mà xa gia đình thì Diễm Hy cảm thấy rằng Diễm Hy có những cái thay đổi hay những cái sự trưởng thành như thế nào không? Khi xa gia đình là cảm thấy mình như người lớn hơn, mình độc lập với chăm sóc bản thân tốt hơn. Khi như vậy thì chúng ta tự lập thì mình sẽ trưởng thành hơn, và đôi khi mình đó cũng là một cái điều khá là tốt để cho mình có thể phát triển hơn, tạo được những cái điều mới mẻ hơn cho bản thân của mình. Và khi mà Diễm Hy theo học tại trường, ngoài cái việc học chuyên ngành, học mà kỹ năng, thì không biết là Diễm Hy còn có tham gia những hoạt động nào của nhà trường, và không biết là có những cái hoạt động nào gây được ấn tượng sâu nhất cho Diễm Hy không? Mình tham gia rất ít hoạt động, nhưng mà hoạt động mà mình tham gia là đa số là hoạt động tổ chức cho các bạn sinh viên quốc tế, với lại chia sẻ về những cái văn hóa độc đáo của Việt Nam, như khi gần Tết là người ta dạy mình gói bánh chưng, gói bánh tét. Về nhà mình cũng biết làm, đi làm cho người nhà xem là mình biết làm bánh chưng, bánh tét. Nhắc tới Tết thì trường có nhớ rằng là Tết thì bây giờ một bữa có gặp được các bạn sinh viên quốc tế được tham gia Tết cổ truyền Việt Nam nè, rồi còn có một cái Tết của Lào, đúng không ạ? Tết cổ truyền của Lào thì các bạn cũng được các thầy cô hỗ trợ tổ chức các cái buổi hoạt động để cho các bạn sinh viên quốc tế có thể tham gia, cũng đỡ nhớ nhà hơn cũng như ôn lại những kỷ niệm quê hương của mình.
Vậy thì không biết là những hoạt động đó thì hoạt động nào thì Diễm My những cái ấn tượng sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất cũng chắc là hoạt động mà người ta tổ chức cho các bạn sinh viên quốc tế. Bởi vì khi Tết Lào là tháng 4 là mình không được về nhà vì không có nghỉ học. Rồi nhà trường cũng tổ chức cái hoạt động Tết cổ truyền Lào, Campuchia cho các bạn sinh viên quốc tế, là cho tươi nữa, vui chơi với nhau cũng đỡ nhớ nhà như phi trường nói. Phi trường thấy rằng đôi khi mình ở một nơi xa lạ nhưng mình lại được tham gia một cái Tết cổ truyền của quê hương đất nước mình thì đó cũng là một điều hạnh phúc rất là lớn. Và với những con người xa quê và những bạn sinh viên từ tỉnh lên thành phố để học tập thì phi trường nghĩ rằng để theo đuổi ước mơ học tập của mình thì đôi khi các bạn cũng sẽ thấy rất là nhớ những cái món ăn của quê hương. Vậy thì có bao giờ mà Diễm My được thưởng thức ẩm thực của quê hương mình tại đất nước Việt Nam lần nào chưa? Dạ, có rồi, lúc mà người ta tổ chức Tết cổ truyền cho mình đó là người ta có làm những cái món ăn quê hương để cho mình thưởng thức. Ngoài ra thì có những cái đặc sản hay là những cái món ăn nào mà Diễm My thấy nó khá là không phải giống hoàn toàn mà cũng khá là tương đồng giữa Lào và Việt Nam không? Có cái món cơm tấm này ở Lào cũng ăn. Cơm tấm Lào cũng có. Với phở cũng có. Đó là những món ăn mà có thể là đôi khi mình cảm thấy nhớ quê hương, mình có thể sử dụng phở Việt Nam và cơm tấm Việt Nam cũng đỡ phần nào đó nhớ với quê hương. Và phía trường thấy rằng như lúc đầu Diễm My cũng đã chia sẻ thì gia đình của Diễm My họ đều là người Việt Nam. Vậy thì khi mà Diễm My qua Việt Nam để học tập thì gia đình có truyền cho Diễm My những cái bí kíp nào để khi mà qua đây để học tập không? Có truyền nhiều bí kíp lắm. Bố là người Việt Nam nhưng mà có tới học ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn. Bố cũng có chuyện với cái bí kíp là khi sống ở Việt Nam là nó nhộn nhịp lắm, khi qua đường là cứ nhắm mắt mà đi qua. Với lại khi đi xe là phải từ từ đi, nếu mình dừng là mình sẽ không được đi. Và nãy thì Phi Trường có nói là Diễm My có một câu là nhắm mắt qua đường. Thật ra Phi Trường nghĩ hiểu rằng là cái nhắm mắt qua đường này chúng ta phải qua đường từ từ chứ không phải là nhắm mắt mà chúng ta không thể qua đường được. Chúng ta cũng phải cần quan sát kỹ rồi mà để có thể là qua đường một cách an toàn nhất cho bản thân của mình. Vậy thì những cái nét văn hóa ở Việt Nam mà Diễm My thấy thú vị đó là những cái điều gì, và có những cái món ăn nào làm cho Diễm My thích nhất khi ở Việt Nam không? Với văn hóa ở Việt Nam cũng có rất nhiều thú vị, như lễ hội là có Tết Nguyên Đán, lễ Phật Đản à, đúng không? Đúng rồi, lễ Phật Đản. Với cái món ăn ở Việt Nam là có rất nhiều món ngon, là nhưng mà món mình thích là cái bánh xèo, bánh bèo cũng thích. Không biết là lần đầu tiên Diễm My ăn món này là cơ duyên nào, hoặc là ai là người đã dẫn Diễm My để ăn thưởng thức món ăn này của Việt Nam? Khi ở trường dự bị là sẽ có mấy cái hoạt động ngoại khóa, là người ta thường đưa đi chợ, đưa đi ăn những món ăn đặc sản của Việt Nam. Khi ở trường đó là nó gần cái quán bánh xèo nên cô đưa đi tất cả các bạn đi ăn bánh xèo, rồi ăn bánh xèo với cái nước mắm là sao nó hợp nhau được mình cũng không hiểu, nhưng mà ăn rồi nó ngon, thích, với lại giá cả cũng rẻ nữa. Đó là chỉ là gần, xong mình vô tình mình ăn, mình cảm thấy ngon. Ở Việt Nam cũng còn khá là nhiều những món ăn rất là đặc biệt, rất là ngon. Chắc là có cơ hội nào thì chắc là Phi Trường sẽ mời Diễm My thưởng thức thêm. Một cái khoảng thời gian Diễm My ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vậy thì không biết là Diễm My đã tham quan được những nơi đâu? Khi sống ở đây được khoảng 2 năm cũng đi tham gia rất nhiều nơi, như Landmark, cũng đi với Biteco, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hồ Con Rùa, đi nhiều nơi lắm. Vậy thì những cái điểm mà Diễm My tới ở Việt Nam, Diễm My có thấy nó khác gì so với bên Lào? Sài Gòn với lại ở quê mình là khác nhau lắm, bởi vì ở quê mình là khá là yên tĩnh. Buổi tối khoảng 8 giờ là bắt đầu im rồi, trên con đường là không có xe. Nhưng mà ở đây là 8 giờ mới nghe cái tiếng bọc còi xe nên tấp nập lắm. Đúng là Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ. Các phần
chia sẻ vừa rồi thì cảm ơn Diễm My rất là nhiều với những phần chia sẻ rất là thú vị trong ngày hôm nay. Vậy như đầu chương trình Phi Trường đã nói, ấn tượng nhất của Phi Trường đối với Diễm My trong hai từ khóa đó là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Vậy thì nếu mà có một từ khóa để nói về bản thân của mình thì Diễm My nghĩ đó sẽ là từ gì? Từ đó là từ nỗ lực. Bởi vì mình trải qua rất nhiều khó khăn như việc học. Từ khi cấp 3 đến bây giờ mình được như vậy là với sự nỗ lực của mình, nên từ khóa của mình là nỗ lực. Và Phi Trường cũng thấy sự nỗ lực ở Diễm My khá là lớn nè. Từ lúc mà còn học cấp 3 đã nỗ lực để đạt được học bổng, và sau khi mà qua Việt Nam học thì đã nỗ lực để học tiếng Việt, là một ngôn ngữ rất là khác, rất là mới mẻ, để sau này thì học thêm ngành y khoa, một ngành khá là khó, khá là nhiều kiến thức. Bản thân Phi Trường thấy Phi Trường là người Việt Nam và đang theo học ngành sức khỏe thì bản thân mình thấy nhiều khi kiến thức cũng khá là nặng, khá là đuối rồi. Nhưng mà đối với Diễm My là một sinh viên quốc tế thì Phi Trường hy vọng rằng Diễm My sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa để có thể thực hiện được sứ mệnh của mình, trở thành một bác sĩ thật là giỏi, thật là tài năng. Vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, chắc là Phi Trường sẽ mời Diễm My chúng ta sẽ cùng tham gia một thử thách. Và nếu như mà Diễm My chiến thắng với cái thử thách này thì Phi Trường sẽ có một món quà rất đặc biệt để cho gửi tặng đến Diễm My. Và trò chơi chúng ta rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng nối từ ha. Diễm My cũng đã từng chơi qua cái trò chơi nối từ rồi đúng không nào? Đúng rồi. Vậy thì không biết là Diễm My đã sẵn sàng để chúng ta sẽ tham gia trò chơi một thử thách nhỏ của mình chưa? Sẵn sàng. Rồi, Diễm My muốn Diễm My sẽ là người nói trước hay là Phi Trường sẽ là người nói trước nào? Phi Trường trước. Phi Trường trước đúng không? Chắc là từ nỗ lực đi, từ Diễm My vừa mới nói luôn. Lực lượng. Yeah. Lượng giá. Giá cả. Cả. Rồi, chắc là cả nhờ ơi, Phi Trường thua rồi. Chắc là Phi Trường đi. Wow, có thể nói là tiếng Việt Diễm My khá là tốt. Rồi, Phi Trường đã thua. Và món quà mà Phi Trường muốn dành tặng cho Diễm My đó chính là một chuyến tham quan vòng quanh Sài Gòn. Và không biết là Diễm My đã sẵn sàng với món quà đặc biệt này chưa nào? Wow, mình rất hào hứng. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi thôi. Và bây giờ thì Phi Trường cùng với Diễm My chúng ta sẽ cùng đi tham quan địa điểm đầu tiên, đó chính là Bưu điện Thành phố. Mình cũng đã thay một bộ mới để thoải mái đi dạo phố hơn. Wow, quá là đẹp, và chúng ta sẽ đi thôi. Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà, sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi tà tà, đi ngang nhà hát múa ly trà. Giống như ngày đầu mới yêu, nói ra bao điều nhẹ nhàng cũng phiêu, mà trong đâu không một chút nghĩ suy. Về gần tới nơi mà mình đâu nằm muốn rời, còn bao điều chưa kịp trao, thôi đành hôm khác. Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn về càng xa. Và đưa em về nhà, con tim thật thà. Đèn đỏ ơi nếu như mà được thì đỏ hết thêm năm thêm bảy ngã tư. Đưa em về đưa em về, đưa em về. Baby, nếu mà bây giờ em thấy đang ngây cồn cao, vậy thì ta vòng qua quận năm để đi ăn đầu tàu. Sống rồi kiếm một góc ở ngay Hoàng Sa, đắp vào trong một chiêu vì vẫn có dư thời gian mà. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy. Vì vô con phố đã qua bao lâu, lòng này còn một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu. Mình nói ra bao điều nhẹ nhàng cũng phiêu, mà trong đầu không một chút nghĩ. Vậy thì sau khi có một chuyến tham quan trải nghiệm tại thành phố xinh đẹp này thì không biết là Diễm My cảm thấy như thế nào? Cảm ơn Trường đã đưa mình đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn. Hôm nay mình rất là vui là thấy rằng Sài Gòn rất nhiều
nơi tham quan thú vị và được làm cho mình được nhiều trải nghiệm hơn. Mình hy vọng rằng chuyến sau mình sẽ được đi tham quan nhiều nơi và có trải nghiệm nhiều. Vâng, chắc chắn là vậy rồi. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì không biết là Diễm My có muốn gửi gắm điều gì đến hết tất cả các bạn đang xem chương trình của bạn? Mình mong rằng tất cả các bạn sẽ vượt qua những khó khăn mà mình đã gặp và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và đạt được kết quả tốt trong việc học tập. Thì cảm ơn những lời gửi gắm rất chân tình đến từ Diễm My. Và còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình Tí Tê cùng NTT Viewer. Nhớ thì không nhớ lại. Thì để Việt Nam có gọi đủ không? Không còn. Thế bạn nhắc em đi ăn. Còn. Trời ơi, uống nước luôn em vừa nói. Uống nè. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Rồi 2, 3. Mình rất xinh đẹp. Mình mong rằng những khá sẽ có cơ hội. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay,